Vinhomes muốn làm dự án tỷ đô la Mỹ thứ hai tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị thông minh, sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc và Xuân Canh, huyện Đông Anh. Theo đó, chỉ có một đơn vị đăng ký là liên danh tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Long Hải và công ty cổ phần đầu tư Thái Sơn. Trong đó, Thái Sơn là công ty con của công ty cổ phần Vinhomes, mã cổ phiếu VHM, thành viên tập đoàn Vingroup với tỷ lệ sở hữu 99,8%. Dự án có quy mô 268 ha, trong đó diện tích đất nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết và bàn giao lại cho nhà nước. Chính quyền địa phương quản lý theo quy định là khoảng 83,39 ha, đất dân dụng khoảng 165,8 ha, đất ngoài dân dụng khoảng 18,83 ha, quy mô dân số khoảng 38.500 người. Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho khu đô thị thông minh sinh thái tại Đông Anh này khoảng 33.093 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 2.090 tỷ đồng. Hiện nay, khu đất này chưa giải phóng mặt bằng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định giao, cho thuê đất và tiến độ thực hiện đến hết năm 2031. Đông Anh là một trong hai huyện tại Hà Nội sẽ lên quận trong thời gian sắp tới. Trên địa bàn huyện, tập đoàn Vingroup thông qua Vinhomes cũng đang có một dự án lớn khác là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Khu đô thị mới, hay còn gọi là Vinhomes Cổ Loa, với quy mô 265 ha nằm tại các xã Xuân Canh, Đông Hội và Mai Lâm. Hình ảnh các bạn đang theo dõi chính là tiến độ công trường của dự án. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hồi cuối tháng 4 năm 2024, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinhomes cho biết, dự án Vinhomes Cổ Loa đang sẵn sàng triển khai và có thể được mở bán ngay trong năm nay khi thị trường bất động sản phục hồi. Theo quy hoạch, Vinhomes Cổ Loa có hai phân khu, trong đó phân khu 1 bao gồm các mô hình như hội chợ triển lãm quốc gia, trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn và khu phụ trợ phục vụ cho hội chợ triển lãm. Phân khu 2 là khu đô thị sinh thái, bao gồm căn hộ chung cư, nhà phố, biệt thự và shop house, cùng với các tiện ích khép kín. Vinhomes Cổ Loa dự kiến sẽ hưởng lợi nhờ vào loạt cầu đang chuẩn bị được triển khai để kết nối trung tâm thành phố Hà Nội và khu vực phía Bắc. Theo đánh giá của một số tổ chức tài chính, khả năng hấp thụ các sản phẩm thấp tầng phân khu cao cấp tại các thị trường địa phương vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, đối với các dự án tại thị trường cấp 1 như Hà Nội vẫn khả quan cho cả bán buôn và bán lẻ nhờ vào nguồn cung quỹ đất rất hạn chế, nhu cầu cao, môi trường lãi suất duy trì thấp và chính sách bán hàng của các chủ đầu tư hiện tại có nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, người tiêu dùng tại Hà Nội đang có xu hướng ưa chuộng các đại dự án đầy đủ tiện ích nội khu, vốn là thế mạnh của Vinhomes. Hãng chứng khoán DSC nhận định Vinhomes đã sẵn sàng cho giai đoạn mới hậu Ocean Park với việc đẩy mạnh triển khai loạt dự án gối đầu. Ngay sau khi những phân khu cuối cùng của chuỗi dự án Ocean Park 1, 2 và 3, trụ cột cho lợi nhuận 2 năm vừa qua, được mở bán, Vinhomes đã lập tức cho ra mắt dự án Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, khu vực Hải Phòng. Đồng thời, các dự án gối đầu khác trong tương lai gần như Vinhomes Cổ Loa và Vinhomes Wonder Park, huyện Đan Phượng, Hà Nội, được kỳ vọng sẽ củng cố doanh số của Vinhomes trong giai đoạn 5 năm tới đây. Điều này giúp khắc phục được tính chồi sụt kết quả kinh doanh qua các năm vốn thường gặp phải tại các doanh nghiệp bất động sản khác. Theo thống kê của chứng khoán DSC, hiện Vinhomes đang sở hữu quỹ đất sạch lên đến tới khoảng 19.600 ha. Đáng chú ý, phần lớn quỹ đất trên là nằm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai địa phương có tốc độ đô thị hóa hàng đầu cả nước. Quỹ đất này được nhận định đủ để Vinhomes phát triển các dự án trong vòng 30 năm tới. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, dự án khu đô thị thông minh sinh thái ở Đông Anh có quy mô 268 ha với dân số khoảng 38.500 người sau khi hoàn thành. Tổng lượng căn hộ dự kiến 12.833 căn, bao gồm 427 biệt thự, 1.211 căn kiền kề, căn hộ chung cư thương mại 7.769 căn, nhà ở xã hội 3.426 căn. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ là khoảng 33.093 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư là 2.090 tỷ đồng. Tuy nhiên, khu đất để thực hiện dự án này vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao và cho thuê đất, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Ngoài ra, tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2023 đến hết năm 2031. Dự án hơn 33.000 tỷ đồng ở Đông Anh được thực hiện với mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường, cũng như đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, dự án này cũng nằm trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đông Anh có diện tích 185 km2, dân số 437.000, với 24 xã, thị trấn. Theo kế hoạch, huyện Đông Anh có vài dự án với tổng vốn đầu tư lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, Vingroup có một dự án quy mô lớn khác ở Đông Anh là trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia và khu đô thị Vinhomes Cổ Loa. Ngoài ra, vào năm 2023, thành phố Hà Nội đã công bố triển khai dự án thành phố thông minh với tổng vốn 4,2 tỷ đô la Mỹ. Dự án này có quy mô hơn 270 ha, nằm tại 3 xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ của huyện Đông Anh. Dự án 4,2 tỷ đô la Mỹ sẽ có tháp tài chính 108 tầng, hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Chủ đầu tư của dự án là công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội, North Hà Nội Smart City. Đây chính là liên doanh giữa tập đoàn BRG và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2024, thành phố Hà Nội đã thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2023 đến 2025. Theo nội dung đề án, từ nay đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu đưa các huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận. Ngoài ra, Hà Nội còn đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa các huyện Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng lên quận. Theo kế hoạch, trong tương lai, Đông Anh sẽ là nơi quy tụ nhiều đại dự án của cả nước. Với tầm nhìn đến năm 2030, Đông Anh sẽ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính thương mại, giao dịch quốc tế ở phía Bắc sông Hồng, đồng thời đóng vai trò là động lực phát triển ở phía Bắc của Hà Nội. Khu đô thị thông minh sinh thái tiếp giáp với bãi ngoài đê thôn Vĩnh Thanh, hiện đang có dự án hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh thuộc xã Vĩnh Ngọc. Cùng với đó là khu vực bãi sông thuộc địa bàn các thôn Đoài và thôn Đông thuộc xã Tàm Xá. Khu đô thị thông minh sinh thái có vị trí thuận lợi khi nằm giữa cầu Nhật Tân, cầu Tứ Liên, đường năm kéo dài. Cầu Tứ Liên và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 11,5 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng. Cầu Tứ Liên nối huyện Đông Anh với quận Tây Hồ, dự kiến là cây cầu dây văng thứ hai sau cầu Nhật Tân được xây dựng tại Hà Nội. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, thực hiện trong giai đoạn năm 2021 đến 2025. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khu đô thị thông minh sinh thái là hơn 33.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là hơn 2.000 tỷ đồng. Quy mô dân số khoảng 38.500 người. Dự án dự kiến sẽ xây dựng gần 13.000 sản phẩm, bao gồm biệt thự, căn hộ chung cư thương mại, căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Hiện nay, huyện Đông Anh chưa có dự án khu đô thị lớn nào hoàn thành. Chính vì thế mà dự án khu đô thị thông minh sinh thái 268 ha này cùng với dự án Vinhomes Cổ Loa, dự án thành phố thông minh của liên danh BRG và Sumitomo được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình lên quận của huyện Đông Anh trong thời gian tới.